Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình có một số mẫu hàng, ví dụ như là từ iPhone, Samsung, Oppo, LG hay là những chiếc Vsmart. Bên mình đang bày ở trước màn hình của các bạn đây. Bên mình sẽ vào giới thiệu cho các bạn những chiếc máy này và các bạn xem nếu ưng sản phẩm nào thì ủng hộ giúp bên mình. Đấy, mua bán thì có thể ở xa bên mình sẽ ship code toàn quốc, các bạn cứ nhắn cho mình họ tên, địa chỉ, số điện thoại rồi cọc cho bên mình 100-200 nghìn, bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi để các bạn kiểm tra hàng ưng ý thì lúc đó các bạn mới thanh toán. Còn nếu bạn nào ở gần khu vực công viên Thiên Đường đường Bảo Sơn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu và mua bán các bạn nhé. Công viên Thiên Đường Bảo Sơn ở Hà Nội các bạn nhá. Đó thì hôm nay bên mình có những cái máy tầm khoảng triệu, hơn triệu hay là 2, 3, 4, cũng thậm chí cũng có những máy hơn chục triệu đấy các bạn ạ. Nên các bạn xem nhé. Thì đầu tiên sẽ nói đến đó là một chiếc iPhone 8 Plus bản 64GB, pin 86%. Con máy này thì nó cũng ế khá là lâu rồi đấy. Thì bên mình có quay video lại cho bạn để xem bạn nào ưng thì có thể là mua ủng hộ mình đấy. Cái máy này thì mọi video bên mình đang bán là 3,1 triệu, nhưng mà bây giờ ế lâu quá rồi, giá nào cũng bán các bạn nhé. Đấy, mình giới thiệu qua một chút, đó là con này nó là hàng zin chuẩn 100%, từ vỏ cho đến màn cho đến main cho đến pin nó đều zin. Đây, bộ nhớ của nó 64GB, pin của nó là 86%, ngoại hình là đẹp 99%, màn thì trắng sáng không ả màu không nêu hình. Nói chung đây là một con máy đến cái thời điểm này nó sẽ được gọi là hàng khá là hiếm các bạn nhé. Đó, hay là một cặp iPhone 11 thường. Đấy, cặp iPhone 11 thường này thì đây là cặp máy bên mình mới về. Đấy, đây bộ nhớ của nó thì các bạn yên tâm, 128GB ở iPhone 11 thường thì chắc chắn các bạn lưu sẽ rất được nhiều ứng dụng cũng như là hình ảnh, hoặc là các bạn không phải lo ngại vấn đề bộ nhớ nhá. Đấy, về pin của nó thì nó là pin mới 100%, ngoại hình của máy thì bên mình cam kết với các bạn luôn, nó sẽ là máy đẹp 99% và nó là hàng zin chuẩn, không thay lưng, không thay vỏ, cũng như là không ép kính, không đánh kính các bạn nhé. Máy thì nó là hàng zin chuẩn rồi nên các bạn không phải ngại. Đấy, màn hình thì trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình. iPhone 11 này thì chụp ảnh nó có góc rộng, góc hẹp, ngon hơn là các bạn dùng XS Max đấy. Chỉ có cái đó là màn hình của nó thì không đẹp bằng thôi, chứ còn để mà so camera thì đấy, bọn này có góc rộng rất đẹp luôn, chứ XS Max thì không có đâu. Cấu hình của iPhone 11 cũng mạnh hơn XS Max, nhưng mà giá thành của iPhone 11 thì nó lại rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như bản 128GB này, con màu đen bên mình đang để bạn là 6 triệu, con màu xanh bên mình đang để bạn là 6,2 triệu. Tất cả đều bảo hành 3 tháng và tặng đầy đủ phụ kiện cho các bạn. Hay là 12 Pro Max đây. Đây, hàng zin chuẩn 100% đây. Đấy, zin chuẩn 100% mà ngoại hình lại còn được đẹp. Máy màu trắng và màu vàng. Đấy, đẹp tầm khoảng 98 đến 99%. Zin nguyên bản luôn. Ở các video trước thì bên mình đang bán giá loanh quanh là màu trắng là 11,5 triệu, màu vàng là 11,9 triệu, màu vàng là 12,2 triệu. Các bạn nào mà muốn mua con máy này với giá như thế nào thì báo mình nhé, đang cần tiền, giá nào cũng bán các bạn, cứ inbox comment vào video giúp mình. Đấy, nếu mà hợp lý thì bên mình nhắn Zalo cho các bạn nhé. Cam kết zin chuẩn quốc tế các bạn nhé, các bạn đi check thợ thoải mái luôn, check thoải mái, kể cả các bạn bung máy ra, mở máy ra cũng được, nhưng mà trước khi bung mở máy thì test kỹ ở bên mình để tránh các cái trường hợp rủi ro khi bung mở máy nhé, bởi vì nó là hàng zin nên mở màn, mở miếc ra nó rất là nguy hiểm, nó vẫn còn keo, vẫn còn cứng các bạn nhé. Đấy rồi, cây SE2 này nữa đây, bộ nhớ 64GB, pin 92%. Đấy, zin chuẩn nguyên áp luôn, thế mới xịn, đẹp 99% luôn, zin chuẩn. Máy này thì nó là bản 2 sim rồi. Đấy, bản 2 sim các bạn nhé, iPhone SE 2020.
cấu hình của iPhone 11 Pro Max nhưng ngoại hình thì lại là một chiếc máy iPhone 8 thường, rất nhỏ gọn. Đấy. Hay đây, đây là những chiếc máy mà mình nghĩ là các bạn không nên bỏ qua, bởi vì với cái mức giá dưới 2 triệu thì các bạn nên mua iPhone, nó sẽ mượt và nó sẽ bền hơn cho các bạn, và các bạn sử dụng vẫn gọi là tẹt ga thoải mái luôn. Ví dụ đây là một con iPhone 7 bản 32GB, pin của nó là 100% các bạn nhé. Đấy, pin zin đi theo máy. Đấy, ngoại hình của nó là hàng zin, zin này nói là zin keng sveng luôn, gần như zin keng sveng. Các bạn nhìn màng loa với cả chân sạc của nó này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sạch sẽ, zin chuẩn, không dựng không dạp gì cả, hàng quốc tế. Mã model của nó là A1779 đấy các bạn này. Đấy, các bạn yên tâm, không bao giờ sợ bay email hay sợ mất sóng nhé. Đấy, mà giá chỉ có 1.900.000 thôi các bạn, 1.900.000 có gì. Còn chiếc iPhone 6s này đây nữa, đây các bạn thích mua giá nào thì bảo mình nhá. Bản 32GB quốc tế chuẩn chính, zin đẹp, pin chưa thay, pin 81%. Các bạn nào mua thì bên mình hỗ trợ thay pin luôn. Đến chiếc iPhone 12, bộ nhớ 64GB, pin 93%, ngoại hình của máy thì là zin đẹp luôn, zin đẹp luôn nhé. Giá chỉ hơn 6 củ thôi các bạn, hơn 6 củ, zin nguyên áp suất luôn. 11 Pro Max bản 64GB, pin 100, pin new. Đấy, hàng thì zin đẹp 99% các bạn nhé, zin đẹp 99%. Đấy, giá chỉ hơn 7 triệu các bạn nhé, hơn 7 triệu. iPhone XR bản 64GB, zin nguyên áp, pin quạch, để bao nhiêu ngày không xuống pin luôn các bạn. Những chiếc máy zin nguyên áp này thì dùng cực kỳ sướng, bao bền cho các bạn luôn. Máy 2 sim, iPhone XR này thì màn rất khỏe, pin khỏe, màn khỏe, máy to như iPhone 11 luôn, nhưng giá thì lại rất rẻ, 3.700.000. Note 20 Ultra phiên bản Việt Nam. Đấy, hàng đẹp lai lưu luôn các bạn. Nay new luôn. Để cho bạn giá là 8.200.000. Bản Việt Nam, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Đầy đủ tính năng, không lỗi lầm gì cả. Note 10 Plus. Đây, cái Note 10 Plus này thì cũng mới về. Đấy, cái này thì với ngoại hình của nó là zin đẹp 99% luôn này. Đấy. Lại còn được màu đa sắc. Lại được bản Việt Nam. Lại được thêm bộ nhớ 512GB. Đấy, thấy chưa các bạn, thấy chưa, đây là một con máy rất hiếm. Nếu các bạn bỏ lỡ con máy này thì lần sau tìm là sẽ hơi khó đấy. Note 10 Plus, rồi, màn đẹp long lanh luôn các bạn này, màn đẹp long lanh như tranh vẽ luôn. Bản Việt Nam, rồi, vuốt mượt luôn. RAM 12, bộ nhớ 512GB. Để cho bạn giá là 6.100.000. 6.100.000 các bạn nhé, hay còn gọi là 6.100.000. S15G. S15G vẫn có hai màu, màu đa sắc và màu đen, hàng đẹp lai lưu luôn, nên keng sveng. Hàng nguyên tem ở bên kia này, nguyên tem ở bên kia về nhé, chứ không phải là về Việt Nam mới ráp lại đâu, nguyên tem ở bên kia về. Màn trắng sáng lung linh, không ám, không ngủ, không lưu hình. Rồi, kính đẹp luôn, kính đẹp, màn đẹp, rồi trong veo luôn các bạn này. S15G, một sim, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Đây màn hình này, không có lông mèo lông chuột gì luôn nhé. Đấy, bên mình nhập các cái hàng chất này về nên là phải dán qua một lớp để vào tủ hoặc là vận chuyển nó không bị xước sát, hàng chất luôn.
dòng flagship mà giá chỉ có là 4.200.000. 4.200.000. Màn to Super AMOLED lại còn màn cong ấy. Samsung A90 5G. Phiên bản Hàn 1 SIM. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Màn Super AMOLED luôn. Vuốt mượt. Mỹ. Màn trong veo. Giá để cho các bạn là 3.200.000. Samsung M33 pin 5.000. Dòng máy này thì các bạn chơi sử dụng tầm khoảng 2 ngày 3 ngày không hết pin luôn các bạn. Dòng máy này nó mới sản xuất thôi, được hơn 5 thôi mà giờ đã có máy cũ rồi, gọi là hàng siêu lướt. RAM 6 bộ nhớ 128GB, bản Hàn 1 SIM, hỗ trợ sóng 5G. Cái ngoại hình của nó thì nó là hàng A cộng rồi, hàng zin đẹp nên ken sa beng rồi. Đây mình đang để cho các bạn với giá là 2.800.000. S22 Ultra. Hàng zin đẹp 99%. Bản Mỹ. 88 bộ nhớ 128GB. Để cho bạn giá là 10 triệu. 88 bộ nhớ 128GB để bạn 10 triệu. Màn trong veo. Pin 5.000, camera zoom 100x luôn. S21 Plus. Phiên bản Mỹ, phiên bản Việt. Hai SIM vật lý có ghi âm cuộc gọi. Ngoại hình đẹp 99%. Để bạn là 5.800.000. 5.800.000 các bạn nhé. S21 nhỏ bản Mỹ. 4.300.000. 4.300.000 nhé. RAM 8 bộ nhớ 128GB, màn trắng sáng lung linh đẹp. Không lỗi lầm gì cả. Ngoài ra bên mình vẫn có những chiếc máy hàng siêu thị. Đấy, các bạn mua trong siêu thị sẽ cao hơn khi mua ở cửa hàng mình rất nhiều. Những chiếc máy mà nó gọi là hàng siêu lướt luôn. Được dán lại cả các cái lớp chống xước cũng như là siêu lưng mà. Siêu viền này. Nói chung là đẹp lung linh như một chiếc máy mới. Bên mình đang để cho các bạn cây máy này là bộ nhớ 512GB bản Mỹ, RAM 12. Để cho bạn là 12.500.000. 12.500.000 nhé. Màu xanh. Có màu xanh và màu đen. Đều là bản RAM 12 512GB các bạn nhé. Còn nếu với cái bản 128GB thì bên mình để cho các bạn với giá của nó chỉ có là 10.400.000 thôi. 10.400.000 các bạn nhé. Có trắng, có đen, có tím. Full box luôn. Rồi, hay là những chiếc máy Vsmart Star 5. Đấy, xanh nhạt và màu xanh đậm. 1.100.000. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 5.000. Dùng ngon lành cành đào, từ xem video, gọi điện thoại. Đấy, loa to, màn hình to. Hay một chiếc máy giá rẻ 850.000. Vsmart Joy 3. Bản thanh lý. RAM 3 bộ nhớ 32, ngoại hình đẹp 99. Màn trắng sáng không hà mố, pin 5.000, máy cũng 2 SIM. Hay LG Velvet. Đấy, LG Velvet là cái hàng rất là tính thẩm mỹ cao. Máy màu trắng và màu hồng cánh sen. Trắng và hồng cánh sen. Nếu ai là tín đồ của dòng LG thì không nên bỏ qua hai siêu phẩm này. Đấy, màn cong tràn viền. Cong tràn viền, thiết kế đẹp, gọn gàng, dễ cầm nắm. RAM 8 bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon, máy 1 SIM. Các bạn cũng có thể là nghiên cứu để chạy lên 2 SIM được, bởi vì dòng này vẫn chạy lên được 2 SIM các bạn nhé. Nhưng bên mình đang để 1 SIM là bán cho các bạn thôi. Đấy, giá là 3.300.000. Đây,
là LG V50S. Ngoài vỏ máy thì có xước phẩy, lưng chóc thủy. Lưng chóc thủy này là do khách dùng nước xăng, kiểu gần như xăng thơm để lau vệ sinh ấy. Đấy, nhưng mà nó bị chóc thủy. Nhưng mà khách đã dán lại một lớp ni lông rồi các bạn này, dán lớp ni lông rồi, bọc kín rồi nên các bạn yên tâm không bao giờ sợ nước vào nữa. Đấy. Màn hơi ảm nhẹ nhưng giá rẻ, cấu hình cao, 1.700.000. Các bạn không nhanh thì không mua con này thì hơi phí. RAM 8 bộ nhớ 256GB, V50S LG, chip Snapdragon 855, RAM 8 bộ nhớ 256GB, V50S. Các bạn nào mà cắm ô tô ấy, cắm ở ô tô thì con này quá tuyệt vời luôn. Tất cả các cái loại màn hình Android ở trên các cái hãng xe sang không thể nào chạy mượt bằng con điện thoại này luôn các bạn nhé. Mà giá rất rẻ, 1.700.000, 1.700.000. Vậy là hôm nay bên mình đã giới thiệu xong cho các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.